Chưa chưa nhỉ? Ngập rồi, ngập tai rồi. Em Chưa không? Apa đẩy lên một chút nào. Đấy, được rồi. Đây, giữ vào đây. Nào. Cổ đâu? Nào, ngửa cổ lên. Nào, thế thì ngồi dậy tí đã nào. Nào, giữ cổ nào. Đấy, xong mình tắm xà phòng. Nào, ngửa cổ lên, cổ dài đâu. Cười nhỉ? Cười nhỉ? Đây mà nhìn lên để bố rửa cổ à? Chui. À. Rồi nha, giữ như thế nha, ngã đấy, ngồi im nè. Kỳ lưng nè, cái mặt kỳ lưng nè. Tay đâu? Tay bên này nữa. Mắt nào, ham chưa? Rồi. Nào bây giờ nằm xuống. Nằm xuống. Thế nhá. Nằm im để kỳ chân nhá. Ok. Ok. Nào im đến vào tay rồi. Nó vào lỗ tay rồi. Thối tay bây giờ. Nào dục rửa giống nào. Rửa giống nha. Rửa giống đít nào. Nào, để bàn chân nào. Yêu. Thôi nha. Bơi. Em bơi à? Lúc nào cũng làm để bơi nhá. Nào, chân rốn bẩn quá. Kì. Bà. Nào, đứng lên một tí. Được rồi. Chào. 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 Nào, bơi cứ hết bố bây giờ. Nhấc vào lỗ tai chưa? Nó xem nào. Ngồi dậy. Để. Nào, đấy, ngồi im đây nha. Nào, con giữ vào đây. Ngã đấy. Nào, ghi lưng, ghi mông. Không phải bơi. Nào, rửa tay nào. Một móng tay là dài quá rồi. Hình như khoái rồi. Đây. Ok. Thôi nha. Thế thôi nha. Để đứng dậy nào. Không nghỉ khăn mặt nữa. Hấp à. Úi. Bẩn. Như thế là bẩn. Thôi được rồi. Thế rồi ngủ im. Không phải nghỉ khăn mặt nữa nào. Ngã nha. Trong tắm đó nha. Ngã nha cái này nha. Bye bye. Xin chào. Nào đây rồi, chuẩn bị khăn đây rồi. Nào đi lên thôi, không tắm nữa. Lạnh quá, ốm bây giờ. Ui. Uống nước tắm nha. Đau bụng này. Nào, ngã bây giờ. Ngồi im. 1, 2, 3. Đúng. Tèo. Nào, chụm lên đầu.